Hello, chào anh em nhé. Rồi, cuối giờ chiều á, mình cũng đang chuẩn bị nghỉ đây thì có vài cái trường hợp là hôm nay mình hôm rồi có một anh bạn hỏi là nếu có trường hợp mà máy phát điện mà nó chạy quá lâu ở trên xe công ấy. Thì xe công tenner thì bây giờ một là nó bị máy nó yếu rồi thì có cách nào xử lý hay không? Thì bây giờ cái này với dân thợ máy thì chúng ta đều thấy là nếu mà máy nó chạy lâu quá yếu rồi thì chỉ có giải pháp một là lại máy thôi. Là máy yếu thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà muốn zin và chạy ấy, thì có phương pháp nào xử lý không? Đây con sẽ chia sẻ với em một cái trường hợp như này nhá. Có hai giải pháp. Nếu mà chúng ta mà sử dụng lâu quá rồi động cơ mà nó cần phải lại tu lại ấy, thì thường với áp dụng với những cái máy công trình hoặc là những cái máy mà chúng ta sử dụng với những cái máy công trình hoặc là chúng ta sử dụng ở cái điều kiện là giống như chạy thường xuyên ấy. Đó. Thế thì nó sẽ nhanh hư thôi. Mình cũng có một vài cái trường hợp này, ví dụ như là các anh chạy cái xe cuốc, cái xe cào ấy, thỉnh thoảng hỏi mình là nếu có kiếm đâu những con động cơ mà của máy phát điện ấy, nó chạy với cái số giờ ít ấy, để mình có thể là thay cho cái con động cơ ấy luôn, đỡ phải làm lại máy thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái gì vào cái vật liệu là một, thứ hai nữa là phụ thuộc vào tay nghề của kỹ thuật để căn chỉnh làm sao đấy để nó có thể là hoạt động được trong cái độ chính xác nó cao nhất. Đấy, ngoài đấy ra thì nếu mà chúng ta mà không phải là thợ máy không khó kiểm soát hoặc là cũng khó kiếm được cái có kiếm được cái có kiếm được người làm mà có cái kinh nghiệm cao á, thì có một cái giải pháp để chia sẻ với anh em, đó là chúng ta tìm mua những cái động cơ á, những cái động cơ mà tương tự chúng ta có thể thay. Thì thực tế là ở trên thuyền này, xuồng ghe này, rồi những cái mà người sử dụng mà lâu năm có kinh nghiệm rồi, chúng ta thấy là khi mà chúng ta mua một cái động cơ mà đã qua sử dụng, đặc biệt là những cái động cơ mà chúng ta lấy ở máy phát điện ra, là mình có thể thay thế được những cái sản phẩm đấy, giá thành của nó thì nó rẻ hơn rất là nhiều, bằng một nửa chi phí mà mua cái động cơ mới. Đấy là ít nhá, còn nhiều trường hợp nó chỉ bằng 1/3 thôi. Chính vì vậy mà một số anh em cứ suốt ngày hỏi mình là có cắt động cơ bán hay không. Đấy, mình đang mua một cái máy phát điện về mà nó đầy đủ như thế này. Ở đây đang có một con máy này. Ví dụ động cơ này, em này nó chạy chỉ được có 72 giờ thôi. Anh em nhìn thấy là 72 giờ này, cái động cơ này. Đấy, anh em này là sử dụng máy công trình này và sử dụng ở trên ghe vỏ ấy, thì rất là thích những cái con máy như này để chúng ta về chúng ta gắn vô nó chạy nhá. Nhưng mà nếu mà để mà tháo nguyên cả một cái hệ thống, một cái con máy từ cái máy tổ máy phát điện này ra thì cái chi phí thì nó hơi lãng phí và mình không mong muốn là bỏ cái phần này ra để chúng ta bán, trừ trường hợp những con máy nó bị lỗi, nó lỗi phần điện hoặc là phần lớn thì là nó chủ yếu là nó bị là cái thước thùng cái vỏ về nó móp, thì nó còn cái động cơ hoặc là két nước nó bị hư hay là bị cái trường hợp gì đó về vật lý, tác động vật lý mình không cái chi phí khắc phục của nó thì nó quá nhiều, thì mình có thể là cắt bỏ cái động cơ đi. Đấy, thì thông thường là như thế. Hoặc là một số cái máy chạy xe công nhé. Ở đây anh em thấy là anh em ở đây đang có một cái máy để chúng ta thay động cơ này. Đấy, một cái xe máy nếu mà trường hợp một cái động cơ mà nó chạy nát như này, nó bét như này rồi, thì chúng ta có thể là bỏ cái này. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó nát bét bẹt như này luôn rồi. Thì mình sẽ kiếm mua một cái động cơ. Để chi phí thì đương nhiên là nó sẽ mắc hơn làm một cái làm lại máy một cái, nhưng ta sẽ có được cái là cái độ zin của máy cũng như là chúng ta thấy là nó không phải kiểm soát nhiều về cái này ấy. Nó không phải kiểm soát bao nhiều về cái máy này. Ở đây là một con máy mà thay động cơ nhá. Xe này máy xe chạy trên xe công. Đấy, chúng ta thấy là nó sẽ thay thế như này. Đấy. Thì anh em nào mà chúng ta sử dụng những cái xe mà nó chạy nhiều á, lên vài chục nghìn giờ mà hư hỏng mà hở bạc ấy, thì chúng ta có thể là dùng cái phương pháp như này được. Đó. Thì buổi tối ngày hôm chuẩn bị kết thúc cái video. Hôm nay cũng đang chuẩn bị giao một con vài con hàng đi cho khách hàng. Đấy, thì làm luôn một cái video như này. Còn trường hợp mà nó bị nhẹ hoặc là những cái máy lớn ấy, chi phí làm động cơ kiếm rất khó, thì chúng ta chạy dự phòng hoặc là tìm mà nó khó mà chúng ta khắc phục cái chi phí nó vừa phải á, thì chúng ta có thể là khắc phục được cái động cơ đấy. Tuy nhiên thì những cái trường hợp nhất là máy nhỏ nhá. Ví dụ như một con máy khoảng 10 kg, cái động cơ của nó bây giờ nó khoảng là hơn chục triệu là người ta có một cái động cơ ngon rồi. Thế thì đại tu nhiều khi là nó cũng chỉ hết 50% chi phí rồi. Thế thì một cái giải pháp tối ưu đó là thay luôn động cơ nhá, thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Ở đây có một vài con máy khách hàng đi công trình này, nó hư thì mình dục ra một nùi cái động cơ. Cái động cơ này thì nó phù hợp mà chúng ta có thể mua ở những cái mà
Xe ví dụ như là máy tuốt lúa hoặc là một số cái nhỏ nhỏ thì chúng ta có thể lắp 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 vừa được. À, lắp vừa được. Đấy. Hôm nay chuyển điện anh em, hôm nay đang chuyển điện cái con máy này. Đây nhìn cái mối hàn của Nhật khiếp không này. Đây, anh em là vừa mới cắt cái này ra. Đây là những cái mối hàn của Nhật, nó trụm tận 6 cái đầu dây vô để nó cắt cái dây nguội này, mình tách ra để mình làm đây. Đấy, nhìn kinh hồn. Đã chuyển điện xong một con máy phát điện rồi. Và ngày mai thì nó lên. Thông thường thì sử dụng điện 380 mà máy mua máy Nhật về mà chưa có chuyển nữa thì liên hệ bên mình vẫn có cái dịch vụ là chuyển điện nhé, chuyển điện chuyển đóm, đảm bảo anh em là nó giống như là máy zin luôn, hoàn toàn tương thích, tận dụng hết tận 100% cái các cái đường tín hiệu cũng như là cái chức năng của cái bộ điều khiển nhé. Phần lớn thì một số anh em là không dò được mấy cái dây, chúng ta có thể bỏ đi, nhưng mà bên mình thì chịu khó đi dò hết toàn bộ cái dây một vài máy thì mình cũng có một vài cái kinh nghiệm để chúng ta có thể đấu nối hết toàn bộ các cái chi tiết của máy đó. Hôm nay lên một cái video ngắn ngắn như này thì anh em nào mà muốn khắc phục những cái máy phát điện mà thứ nhất là bị hư hỏng động cơ nặng ấy, thì hãy liên hệ với mình. Còn trường hợp anh em mà muốn đại tu bảo trì máy ấy, thì cũng có thể liên hệ, mình sẽ có đội ngũ kỹ thuật có thể là làm tận nơi được cho anh em từ máy thường ấy, là đi làm phục hồi lại chúng ta sẽ làm từ 100 kV đổ lên thì nó mới tiết kiệm chi phí được. Còn những cái máy nhỏ nhỏ thì khuyên anh em là nên thay luôn cái động cơ đi cho nhanh nhá. Ok, và cái video ngày hôm nay thì kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.